Em hồi đó giờ anh em cứ nói là tiền ít mà sao được hít được khói thơm đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ chứng minh cho anh em tiền ít nhưng mà vẫn hít được khói thơm. Đây. Rồi, cắt xuống. Hello, anh là từ dưới Vũng Tàu lên đúng không? Dạ vâng. Thì từ dưới Vũng Tàu lên nhưng mà quê ở xa. Thì ảnh đã người đầu tiên nhắn tin Minh chiếc này. Thì do anh em tin tưởng nhưng mà lúc mà mình up lên á, mình cũng chưa up cái hình chiếc này lên cho anh em đâu. Thì mình up chỉ có ba mấy triệu thôi. Thì mình có chích một cái tiền YouTube thì mình đã quay clip, em có quay clip trước là em đã thay lọc nhớt nè ha. Rồi thay nước mát nè. Nước mát full, nước mát này thì 15.000 cây mới thay một lần. Nước mát này 15.000 cây thay một lần. Còn nhớt em thay mới, lọc nhớt thay mới. Cứ hai lần thay nhớt là thay cái lọc nhớt. Lọc nhớt nó nằm chỗ này. Đó, lọc nhớt nằm chỗ này. Đó. Rồi nhớt đã mới thì bây giờ em dặn như anh ha. Thì có con su này thì nó em kiểm tra hết rồi thì nó chỉ lên cái cây Boe. Boe trong đây nghe xè khẹt khẹt á. Còn khi nào mà anh chạy quen anh thích cái này á thì anh để lại, còn không thích thì anh về cái Boe Zin. Boe Zin nó nằm trong đây. Rồi thì mình phải mở đồng hồ lên lại sáng đó, cái chức năng này. Có nhiều xe nó sẽ bị chết cái đèn. Rồi mình mở nó sẽ không lên đèn này. Đó, thì xe này đèn nó vẫn còn ok. Thì bây giờ em chỉ xóa nè, em chỉ anh nút xóa nè. Đây là chip A đúng không? Chip A nè. Đó, thì bây giờ mình xóa nó, mình đè mạnh vô. Xóa. Thì bây giờ mình sẽ chút xuống dưới em sẽ nhờ người chỉnh hết đồng hồ lại cho anh đúng giờ. Rồi xong ha. Thì em đã dặn anh rồi, thì nước mát là 15.000 cây nữa mới thay. Nước mát là 15.000 cây mới thay một lần. Rồi có gì đâu. Rồi chìa khóa mở bình xăng rồi em chỉ hết rồi đúng không? Rồi vừa xong. Đây, mở cái này thì ở đây rất là nhiều xe, nhiều khi em nhớ lộn cái xe này thành xe kia. Đây là anh đè cái tay lại nó, tại em mắc tay cầm mic rồi dặn lại rồi lúc ra không. Xong ổn định mọi thứ, đèn đuốc xi nhan. Nè đây nè, đó bên trái nè, tắt nè, mở bên phải nè, muốn mở hai bên nè, đó ok hết mọi thứ. Em đã test hết trước cho anh rồi ha. Thì theo thấy thì con xe này quá hợp lý, anh em để lại cho anh em chơi thì rất là hợp lý, không có chơi thời gian bán lại cũng không có lỗ nhiều ha. Thì bây giờ em giao giấy tờ cho anh. Giấy tờ nãy em đưa chưa? Tờ cà vạt xong rồi. Có thắc mắc gì về chiếc xe không? Quá tuyệt vời nha. Đó, thì cái Boe nó sẽ kêu ụt ụt gì nè. Rất là mạnh. Đi á, em chạy ngoài đường á, nó sẽ rất là mạnh. Thì cái nước sơn à, rất là đẹp. Mọi thứ dĩ thắng. Em kiểm tra cho anh hết rồi. Nói chung là anh không còn biết. Chỉ có cái vỏ thì, vỏ sau thì chắc chủ xe là một người hơi mập. Ngồi nó hơi bị ấy thôi. Cái này cái lớp em dưỡng á, ngồi nó hơi lúng bánh xíu. Không sao, bình thường. Có lời gì nói với lại anh em xem kênh không? Quay gần đây nè, có lời gì nói là anh em xem kênh. Chào anh em nhá. Mình thật sự rất cảm ơn anh Minh giúp mình tìm được chiếc xe vừa giá tiền mà rất chi là tốt. Mọi người ủng hộ anh Minh nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Thì cái này nè, còn dư á, hôm bữa là không có.
đúng không? Ờ, lắp vô đi xa đồ cho gương này đã. Trước là tháo ra hay là lắp thêm? À, gương này gương zin của nó còn nguyên zin, nói chung còn cái gì để cho anh em hết. Nó còn đầy đủ hết cho anh em gương zin luôn. Lỡ mà sau này mình sang tên thì phải cần gương zin, bôi zin, về zin, mọi thứ còn đầy đủ, không có thiếu gì hết. Đó, thì ok rồi. Rồi. À, đó là những lời mình dặn xe này mạnh nha. Anh mới chơi con tay đúng không? Thì so với dòng 150 nó mạnh đó, nó mạnh hơn TFX, mạnh hơn MT15 luôn. Chuẩn, nó mạnh hết những trong những cái dòng phân khúc 150 hình như là nó được. Nó là chùm rồi, chuông rồi. Dòng nách là nó là chùm rồi. Đâu còn nào nó mạnh. Thì chút ra kéo thử đi. Đảm bảo được. Chút ra mình kéo thử nhẹ nhẹ đi. Máy xu rồi khỏi nói rồi. Nghe em quay cái lốc máy cho anh em xem nè. Đó. Thấy chưa? Quay kỹ luôn, anh em xem biết máy rất là đẹp ha. Rồi. Xe này nó có chống đứng. Xe này có chống đứng. Mấy xe kia không có chống đứng. MT15 không có chống đứng, TFX cũng không có chống đứng. Theo em nhớ là gì á. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Xung quanh nè, đó thấy không? Cho mọi người coi xung quanh là có mấy về xe về là bay à, chứ không có còn kịp. Mấy chiếc này là có người rước hết rồi. Xe này là có một bạn chuẩn bị cọc nè. Còn xe cho nhân viên đi nè. Là nhân viên đòi đi lúc đầu là mình mua AB cho mấy ảnh đi. Mà sau đó mấy ảnh đòi phải vay ô 150 mà phải đồ kiển. Đó, quỷ mập quen quay phim nè, phải đồ kiển là xe này là để bỏ giấy tờ đồ chở khách đồ đi á cho mấy đó cho mập á nó ra đi giao đồ. Cha chỉnh giờ rồi xong rồi giao xe. Hả? Đạp xuống. Đây anh ơi trời ơi. Anh chưa biết chạy hả? Đạp bên đây. Coi chừng nha, nó mạnh á. Đạp xuống.